Nào. Má. Vô đây. Đứng ngồi đây nhá. À đi đây nhá. Đi. Hả? Sao? Đi với ba này Ngô kìa. Thích ăn Ngô không? Cùng á, anh đi xin chuyển tí thôi. Về nhà với mẹ nhá, em bảo với chúng mẹ nè. Bạn ấy ơi, ra pin nhà với mẹ ra anh nhá. Anh em về em đi nhá, anh đi công chuyển tí. Vâng. Rồi, chị nhá. Nào, về nhà với mẹ nào, về nhà với mẹ thôi. Đây, ba đi công chuyển nữa. Mấy ngồi đấy nhá. À đi đây nhá. Chị nhá. Ơ, đi. Hả? Nào. Đi. Nào đi. Đi đâu? Nào. Thằng mẹ đi. Thằng mẹ đi. Đi. Ba đi công ấy đâu, không đi công tác rồi, đi một tí mà về đâu. Nhá, anh em mẹ nói nhá, nhà chơi với mẹ nhá. Rồi, thằng mẹ về đi. Thằng mẹ về. Anh nhá. Ba đi đây, cái máy nhá. Sao? Gì à? Sao? Mình đi á? Sao? Ở nhà với mẹ đừng mang ra đó. Sao? Ở nhà đi, ở nhà với mẹ nhé. Ba đi công chuyện tí rồi ba về rồi, ba không đi lâu đâu nhá. Nghe chưa? Ba về. Ôi dồi ôi. Anh mở cửa luôn á.
Nhổ to rồi này. Cháy gì mà lâu thế? Bắt kỹ thế. Tìm gì đấy? Xem đi cắm trại kìa. Thích ăn ngô không?
Hai chị đi học về chơi cùng anh chị nhé. Ấy, ngô kìa, đi viên ngô đi. Đi đâu đây? Đi đâu đây, đi chờ ba này, chờ ta đi việc về. Có ba tổ chức sinh nhật cho Bi kìa.